Chào mọi người, thì hôm nay em làm món bò nấu pate. Thì lâu rồi mà không ăn món này, giờ mình hôm nay mình nấu ăn ha. Thì cái giờ cái phần bò này em tẩm gia vị vô với lại hành tỏi. Bây giờ mình bắt bếp để mình tao thịt. Ok, thì ngồi bò thì có pate nè, pate gan. Cái này hành tỏi chuẩn bị bỏ vô mình phi. Cái này là hành tây với lại cà rốt đó, nguyên liệu đơn giản thôi. Giờ bỏ cái phần này vô. Vô cái nồi này, sau khi em hầm được 30 phút á thì cái phần bò nó mềm rồi nè, cà rốt với lại khoai tây nó cũng mềm luôn. Mềm rồi nè đó, bây giờ em sẽ bỏ cái phần pate này vô. Giờ để lắp lại mình hầm thêm khoảng 10 phút nữa, cho nó thấm vào tay. Xin chào mọi người. Xin chào cô chú, xin chào các bạn. Xin chào. Cái món bò nấu vào tay xong rồi mọi người. Bây giờ mời mọi người cùng ăn ha. Cái này bỏ đi cho đẹp. Cái này bỏ nãy giờ cái nó bị... Đó. Trời ơi, để nhiều quá nó bị lắc hết. Cái lá này to quá. Rồi, cho em Lucas. Em Lucas ăn ở trong cái miếng này nha con. Ủa? Đây nha. Điệp. Điệp. À, bao giờ vô miếng. Khoai tây, cà rốt. Trời, nó nóng quá, chịu hết nổi luôn á. Ở đây là gì? Hiện tại là 30 độ mấy anh chị. Ủa? Nóng như Việt Nam mình luôn. Mà ở Việt Nam mình nó còn có gió, thêm nước sụp đó. Ăn cho sao cô nhỏ. Sụp. Dạ mời mọi người á. Xong rồi là thơm hết chừng luôn. Với lại cái mùi pate. Chưa. Pate em làm nữa. Vậy là cái bánh mì. Định nấu sườn heo về nấu pate sườn heo, nhưng mà em thấy thịt bò ngon quá nên muốn nấu thịt bò. Это что, суп с паштетом, что ли? Это банан патека. Это банан. О, вижу паштет. На морковке. Чуть-чуть. Он горячий. Папа, ну и горячий, ну когда он? Ну, я ел, оно.
Я? Нам. Нам? Ну, не знаю, что мы не знаем. Không có nắm nhiều con. Cho bánh mì từ từ ăn. Ăn lắm đó, mới ngon. What do you say? Very interesting. First time yet. Что мне такое банч? Смотри, какой. Такой отпущенный палец большой. Круто такая. Я вам дал один, а? Кусок. А, это мимо. Ну. Thế là cái đùi bò. Cái giò cũng bò. Mà phi lê thật. Còn thấy ngon cả. Nó ngon. Ngon lắm hả? Múc lên một chút xíu xong rồi thổi. Rồi không thổi. Ừ. Nó khai nhà. Ừ. Nó là chụp xíu ở nó. Ngồi bán thử lên. Thì mày xếp thật rồi sao? Thịt của lục cát nó có ngon, cho nên để mình lấy thịt này cái mẹ. Thịt này không có ngon hay không? Thịt này con cắn được mềm thử. Cắn. Không được. Chợ đó hơn thịt mềm mà ngán không được hả? Không được. Không được. Không biết. Nó sẽ cố xí. Được không? Gì không được nữa. Ừ. Thế con ăn được sọc ngon. This is so hot. Your so hot? No. You bought. Can I say that so hot? This is. Лукас, ты знаешь, что ты будешь жить во Вьетнаме? Всю жизнь. Ra quê với lại thịt bò là nó đúng một bộ luôn. Rất là thơm. I told Lucas, can easy to live in Vietnam. He said, yeah. I said, because you can eat every Vietnamese food. Mm. And he said, oh, I didn't know. Không biết. Có Việt Nam cũng mập luôn á. Việt Nam cũng ăn được nhiều món ngon lắm. Các hả? Việt Nam có nhiều món ngon lắm. Việt Nam và Việt Nam mình vẫn không đi ăn ha. Ừ. Đợt nào mà về Việt Nam á là lúc đó nuôi cách lớn rồi là dẫn đi ăn mấy cái món cái mấy món ăn truyền thống của mình á ngon. Mấy năm trước còn nhỏ không biết ăn gì hết, cách thời giờ biết ăn rồi. Cái môi không được kìa. Ừ. Rồi chứ. Mềm nó không nuốt được. Ừ. Ну-ка же.
Giờ không được rồi. Tôi nấu cái phòng này dành cho 5 người ăn nhiều, một ký thịt của sữa sụp nó quá nó tiếp lên bye bye next again. I am not the news. Мне же Тома Хелл снова. Извините. Сейчас ушло. Знаешь, возле Житомира сегодня был снег. Лет там. Здорово. Hôm nay, một thành phố ở Ukraine, một có tuyết đó anh chị. Có cười không anh? Да почему? Не знаю. Я такого еще не видел. Да, никто не видел. А я не писал вот здесь. А сколько там было снега? Много или мало? Buồn cười, các ông thằng Tuyết, ông ngủ dậy, ông chưa muốn mà ngủ. Ông còn muốn đi chơi á. Má à. Ừ. Вот, вот это ночь. Угу. Вкусно. Я тоже был вкусно. Нравится этот кусочек. Ой, там он дает. This was shower. Go on shower. Mm. It's this one. When he swims both of them. Swims. Uh-huh. Ah. Когда жарко, они пьют в Украине, не в России. Почему? Только ты drink what? Why? Why? Кушай. Bye bye, tạm biệt.